Rồi hôm nay mình chỉ các bạn cách xâm để lấy cây chiết mình ra mình trồng xuống nhé. Mình có nhiều bạn đã request mình đã là cách sao mình biết bao lâu được là cây chiết mình lấy ra, mình cắt ra. Thì thường thường bạn làm á, cây này mình chiết được 2 tháng rưỡi rồi đó. Giờ mình chỉ các bạn cách sao mình để lấy ra mình trồng xuống nhé. Mình chiết ổn như đó. Thì cách sao lấy ra rồi các bạn hỏi mình làm sao biết nó có rễ. Thì cái từ từ 2 tháng rưỡi đó bạn biết không? Thì bạn rời vô cái phần dưới nè, nó có xốp xốp và bạn rời vô nó xốp xốp thì mới có cái gì đâm chọt đâm ra đó. Thì bạn đó là chắc là rễ rồi. Và mình rời cái tay xuống là mình thấy trong cái rễ nó đâm ra cái phần dưới này nè. Thì bạn biết nó đã có rễ mọc ra. Rồi bạn phải dùng cái cưa. Đó, thường thường 2 tháng rưỡi cho 2 rưỡi 3 tháng là bảo đảm là rễ nó có ra rồi bạn ạ. Rồi bạn làm cái cưa này nè. Cưa sắc nhẹ nhẹ ha. Cái cưa sắc nhẹ nhẹ, mình cưa nhẹ nhẹ trong cái gốc thôi nha, đừng có làm mạnh. Mình cưa ra rồi mình mới tháo ra nha bạn. Mình cưa cho rồi mình tháo ra, mình tháo phần này ra nè. Mình cưa rồi mình tháo từ ra. Rồi sau mình bỏ vô một cái chậu nhỏ. Chậu nhỏ nha. Bạn nhớ bạn mua cái đất của này hôm đi cô, cái đất này phân bò. Phân bò để hôm đi cô, đất này rất là rẻ tiền ha. Chỉ có 1 đồng 6 mấy sen một bao ha. Mà nó có phân bò tươi, phân bò, nó không có bỏ một cái chất gì mà hóa học chemical hết. Nó làm bằng thiên nhiên ha, rất là rẻ tiền. Cái hiệu nó là 050505. Bạn thấy cái chữ đọc ở đó thì rồi bạn mua trong Home Depot nó bán rất là rẻ đồng mấy thôi. Cái loại này rất là tốt, mà nó hơi thúi xíu nha bạn, hôi lắm, nó hơi hôi phân bò phân tự nhiên á, nó bán rẻ tiền mà và rất là hợp túi tiền cho bạn. Đừng có mua loại mắc 7-8 đồng không cần đâu nha. Cái loại phân này bạn trồng bí bầu mướp ổi bất cứ loại cây nào, cái cây nào rất là phát triển rất là tốt bạn. Lúc mình trồng cái loại này là được mấy năm trời mình thấy rất là hiệu quả nha. Bạn nhớ dùng lần này nha. Mình giờ mình đang chỉ bạn cách sao để cắt ra và đưa xuống dưới cái chậu để mình làm trồng nha. Thì mình cũng có nhiều bạn hỏi mình tại sao mà bao lâu mình biết cái cây nó đã ra rễ. Thì bạn ra rễ bạn rời dưới này nó có cái rễ đâm ra ha. Còn rời xuống nó có rễ đâm ra, hoặc là bạn mà 2 tháng rưỡi, trên 2 tháng rưỡi là bảo đảm là 3 tháng là có rễ rồi đó bạn ạ. Rồi bạn cắt ra bạn cưa rất là chậm nha. Rồi coi mình tự làm những bạn ha, coi cách làm mình nha. Cái đầu tiên là bạn lấy đất á, bạn đổ trong cái chậu này trước nha. Rồi cái chậu này bạn mua bằng kiếm Home Depot nó có bán á. Rồi bạn bỏ vô đất trước cái chậu này, rồi bạn làm một cái lỗ nhỏ nhỏ này trước để chi để mình bỏ vô cái rễ lên mình đậy, khi mình cắt ra mình đưa xuống nhẹ nhẹ xuống nó khỏi bị đất ra đó. Bạn nhớ lấy tay bạn làm cái lỗ tròn tròn như này, làm cái lỗ sâu một xíu ha. Rồi bạn để dưới đây. Rồi sau đó bạn sẽ dùng cái cưa nhẹ bạn cưa cho nhé. Mà cưa nhẹ cưa cái cây này. Đó, mà cưa sát vô phần này. Mình thấy chưa? Đó, mình thấy chưa? Cái lỗ cây nhỏ xíu đó. Đó. Bạn cưa vô cái cây nhỏ xíu này, cái khoảng cách này này đó. Đó bạn cưa ngay đây nha. Về cưa từ từ thôi, dùng cưa nhỏ cưa. Để tay cưa nhẹ nhẹ vô. Mình cưa nhẹ nhẹ vô thì nó sẽ nên mình thích trồng trong chậu quá. Mỗi năm mình trồng trong chậu thì được cũng mấy chục trái, 30-40 trái ăn đó. Cũng đủ rồi. Bạn chiết ra đó, rồi bạn cưa này ha. Bạn cưa ra, thấy chưa? Bạn cưa ra rồi các bạn sẽ cho nó xuống đất, bạn mở ra xuống đất nha. Xuống đất mà bạn rất là chậm từ từ thôi. Đó, nó rất là từ từ, giờ mình cho nó xuống đất. Cây giờ mình cắt ra rồi bạn ạ, bạn mở từ từ nha. Bạn thấy cái rễ nó ra không? Đó, cái rễ nó ra đầy vậy nè. Đó, mình thấy rễ nó trắng trắng đó. Nó ra giờ bạn nắm từ từ, bạn cho xuống dưới cái chậu nha. Từ từ thôi, không có làm nhanh. Rất là chậm, cẩn thận bạn ạ. Làm rất là cẩn thận, từ từ ha, đừng cho nó bể ra nhé. Rồi mình lấy từ từ ra, đừng có làm mạnh tay quá nhé, làm cưng lắm. Mình làm rất là nhẹ nhàng, rồi mình rút cái miếng giấy này, cái vải này ra đi. Đó, cái vải này là mình lấy cái khăn đen á, nên bạn nhớ lấy khăn đen nha. Đó, mình thấy ra rễ chưa? Đó, mình thấy ra rễ chưa? Trắng hết rồi thấy không? Đó, 2 tháng rưỡi thôi. Mà thấy rễ chưa? Đó. Thì 2 tháng rưỡi bạn lấy nhẹ nhẹ bạn đưa xuống ha. Bạn đưa xuống này, bạn đào cái lỗ trước rồi bạn để nhẹ nhẹ tay xuống nha. Đó. Cưng lắm bạn ơi. Trời cây này 2 tháng rưỡi nó trái rất là ngon. Thì mình lấy cái hột là giống này mình không có cái mình không có có hột nhiều, chỉ một cái cám lấy ra cái hột rất là ít. Cái hột nó không có nhiều trong nó rất là ngon và thơm mới các bạn ạ. Rồi thì có bạn hỏi mình đó là làm sao mình biết cái cây nó có rễ. Thứ nhất mình làm cách sao mình trồng xuống, thì bạn làm cách như mình nè. Thì bạn lấy một cái chậu này thôi, rồi bạn cắt nhẹ nhẹ này ra ha. Bằng khi có rễ chừng 2 tháng rưỡi là bạn biết có rễ rồi.
từ 2 tháng rưỡi ra là nó sẽ có rễ rồi đó bạn ạ. 2 rưỡi đến 3 tháng là maximum thôi. Rồi bạn nhớ dùng cái khoan màu đen nha. Màu đen sao để cho cái rễ nó dễ phát triển mạnh hơn, nó hấp thụ mạnh hơn. Và nhớ là cái khăn màu đen, rồi lâu lâu bạn phải xịt nước vô, xịt nước vô cái khăn nè, cứ mỗi lần tưới cây á thì bạn nhớ xịt nước cho để thấm vô cái rễ trong cái nuôi trong cái rễ. Và nếu bạn không xịt nước vô á thì nó sẽ làm cho rễ nó khô và nó đứt, nó chết đi ha. Nên bạn nhớ nên phải xịt nước vô cái khăn này mỗi lần tưới cây, bạn xịt nước xung quanh cái trụ bạn tiết á để cho nó có rễ ha. Rồi khi mà bạn xuống vô xuống này đó, đừng có đem ra mà nắng liền, bạn để trong mát, nhớ để trong chỗ mát ha. Rồi bạn tưới cho chút nước, bạn tưới cho xí nước cho nó ướt á, rồi bạn để trong chỗ mát chừng cả một thời gian nào đó. Khi bạn muốn thích thì nó lớn chút xíu rồi thì bạn chuyển qua cái chậu bự giống này nè đó, mà chuyển qua chậu bự còn trồng. Thì cái cây chiết này nó có chị nó ăn liền thôi, một năm là năm sau mà có trái liền thôi, nó rất là lẹ ha, rất là đơn giản. Rồi bạn có những cái gì bạn hiểu bạn cứ gọi mình, thấy mình cho anh biết nha, mình chỉ các bạn. Thì cái phân này là rất là tốt cho bạn, nhớ cái phân này mua hàng phô nó rẻ tiền ha, nó xây được tiền lắm, mà chừng một bồng máy thôi rất là tốt cho mình, không cần mua phân mắc tiền nha. Thì mình chiết cái ổi mình đội sang năm á, cái đợi tháng 3 sang năm đó thì bắt đầu là nó vô mùa xuân, thì bạn cho nó xuống dưới chậu được rồi ha, xuống dưới chậu lớn này nè, rồi nó có thể đó trái liền. Cái tháng này là mình hôm nay là tháng sáu thì mình giữ tới đầu tháng 3 tháng 5 mình cho vô cái chậu bự này là nốt đó là bông liền đó. Thì cây vừa phát triển tháng 3 là cây phát triển rất là nhiều mùa xuân đó, cây phát triển rất là mạnh, nên mình khuyên bạn tháng 3 bỏ xuống nhé. Rồi cảm ơn bạn cái gì chia sẻ với mình nha, không có gì hết nha, cảm ơn bạn. Rồi bye bạn nha, chúc mừng bạn thành công. Bạn có thử hai cái ổi nó khác nhau thế nào nhé. Một cái ổi đó mình mới cắt từ cái cành cây thì chấm chiết ra, thì cái ổi mình mới cho xuống đất đó mới ra. Còn cái ổi này rồi mình đã cắt đúng một cái ra trồng xuống chậu đúng một tháng rồi, bạn thấy chưa, nó rất là khác, phát triển rất là mạnh. Mình cắt từ tháng này ra xuống vào tháng 5 là nó trái rồi đó, tháng 3 là bạn cho xuống đất là nó phát triển, nó trái liền, bạn ăn liền. Thì cây chiết rất là lẹ, bạn đừng có để mà đến cái mùa lạnh á mình cắt ra nó không có phát triển mạnh đâu nhé. Mình cắt cái tháng 7 mình cắt ra mình cho xuống cái chậu đi ha, mình không có ăn liền, hôm nay không được ăn liền. Thì bạn trồng nó ra rễ bắt đầu là tháng 3 mùa xuân tháng 5 bạn sẽ cho xuống dưới đất là chừng tháng sau ra bông liền nha, ra bông liền, ra trái liền. Còn cây này cũng vậy đó, thì mới ra thôi nó hơi chưa phát triển mạnh, chừng cỡ mấy tuần sau nó giống cây này nha đó. Rồi cảm ơn bạn.